Hôm nay mình sẽ làm cái món thịt lợn xào nhé. Các bạn ướp theo kiểu này của mình vừa xào được, vừa nướng được. Và theo cái kiểu mà người Hàn Quốc hay ăn ấy, nó rất là ngon. Cái này mình cũng đã phải tìm hiểu mới làm được cái món này. Bạn thử làm một lần nhé. Thịt ba chỉ thì các bạn hoặc là thịt mông hoặc thịt mai mua về rửa sạch và thái thật mỏng. Sau đó chúng ta xay cái nguyên liệu gồm có hành tím hoặc hành tây nhé, tỏi nhá, gừng nhá, hành lá nhá, hoặc là hành ba đô, cái đầu hành lá này, đầu hành ba đô các bạn xay lên để chúng ta ướp cùng với thịt này. Trước tiên mình sẽ thái thịt mỏng đã. Thịt khi mà đi chợ mua về thì các bạn rửa sạch với nước muối loãng nhé, sau đó các bạn để ráo nước. Các bạn thái thịt bản thật là mỏng cho mình. Thái thịt thật mỏng cho mình nhé. Thì khi chúng ta ướp thì nó mới ngấm gia vị. Thái như miếng thịt là chúng ta rang xào bình thường thôi. Đây, mỏng như này. Nó thái thật mỏng như vậy đó. Cứ thái như vậy đến hết nhé. Cái này mình phải ướp khá lâu đấy ạ. Mình phải ướp ít nhất là 2 tiếng cho ngăn mát tủ lạnh thì nó mới ngấm được mà sâu vào miếng thịt nhé. Xong rồi các bạn hôm trước các bạn, tối hôm trước các bạn làm thì hôm sau các bạn nấu, nhưng nhớ là phải cất vào ngăn mát tủ lạnh nhé. Hoặc là sáng các bạn ướp, chiều các bạn nấu, còn không thì chúng ta chỉ cần ướp từ 2 đến 3 tiếng cũng được. Xong cái phần thịt rồi nhé. Thì bây giờ chúng ta cái hành lá này hoặc là hành ba rô này, các bạn thái khúc ra như này. Hành tím có thể thay bằng hành tây nhé, bạn cũng thái ra. Gừng thái ra, tỏi cũng vậy. Và mình sẽ cho vào một cái máy xay hoặc cái cối, các bạn giã thật nhuyễn cho mình. Các bạn xay giã nhuyễn vừa giã cho mình nhé là được. Để xay nó dễ hơn thì các bạn cho luôn ít nước tương vào để mình xay cùng, vì cái nước tương sẽ dùng để sau ướp thịt ấy, cho nên mình xay luôn cùng nước tương để cho cái hành, cái gừng, cái tỏi này nó dễ xay. Cho nước tương vào nhé. Ở đây với khoảng 500g thịt lợn này thì mình sẽ cho khoảng 2 thìa ăn phở nước tương nhé. Khi xay xong nhé, các bạn cho cái hỗn hợp này vào, các bạn ướp thịt cho mình nhé. Và bây giờ mình cho các loại gia vị vào để mình ướp cùng với cái thịt này. Đây nó chỉ là phần hành, tỏi và nước tương thôi, gừng. Bây giờ chúng ta sẽ ướp này. Có hạt tiêu này. Cho một muỗng cà phê này. Dầu hào này. Cho 2 muỗng cà phê này. Cho nhìn nó sánh ngon. Chút bột ngọt này của mình này. Đường 1,5 muỗng cà phê. Thêm một chút hạt lêu nữa, hoặc là một chút muối cho nó đậm thêm một chút. Để cho nó nhanh ngấm hơn thì các bạn cho mình một thìa cà phê dầu ăn nữa. Và một ít rượu đó, cho mình thêm một thìa cà phê rượu nữa. Và mình sẽ ướp.
Đây là xong phần gia vị, còn muốn nó cay hơn, nó ngon hơn thì bây giờ mình sẽ cho tương ớt và bột ớt bột vào. Còn các bạn không muốn ăn cay thì các bạn như này được rồi nhé. Ớt bột rồi, cho khoảng 1 thìa cà phê có màu tương ớt này. Cho 2 thìa cà phê. Và giờ chúng ta đảo đều lên cho nó ngấm. Sau đó các bạn đậy lại, cất vào ngăn mát tủ lạnh từ 2 đến 3 tiếng. Sau thì mình mang đi nướng hoặc xào. Nướng hoặc xào thường thường là hay xào. Để ướp gia vị như này thì chúng ta dùng chảo chống dính, chúng ta xào lên. Hoặc là khi mà ăn nướng trên tại bàn ấy, thì chúng ta dùng chảo chống dính, chúng ta lấy tại bàn. Cực kỳ ngon ạ. Cách ướp như này mà màu sắc lại càng đẹp ấy. Khi ăn thì các bạn chỉ cần chấm với tương ớt, à, nước tương thôi. Cho thêm ít tỏi ớt vào. Như vậy là mình đã xong cái cách ướp rồi. Bây giờ mình sẽ đậy màng bọc lại và cất vào ngăn mát tủ lạnh cho nó thật ngấm, sau đó mình sẽ xào sau. Bạn thấy không, cực kỳ đơn giản đúng không? Khi chúng ta ướp kiểu này, người Hàn Quốc người ta hay ăn kiểu này, người ta sẽ có một ít nước bơ và một ít shiso ngô, shiso bắp. Thì mình không có shiso bắp thì không có nước mơ, thì mình dùng shiso bắp bằng thay bằng đường. Về đậy lại nhé, và 2 tiếng sau đến 3 tiếng sau là có thể đi xào được. À, bây giờ khi mà cái thịt này của chúng ta mình đã ướp được khoảng 2 tiếng rồi nhé, các bạn chuẩn bị cho mình cái chảo lên cho thịt vào xào thôi. Cần phải cho dầu ăn đâu, vì chảo chống dính rồi mà cái này nó đã sẽ có phần dầu từ ra từ cái thịt này rồi. Nhìn các bạn thấy không, khi mà chúng ta ướp kiểu này miếng thịt rất là ngon, xào hay nướng đều được nhé. Các bạn thấy miếng thịt ngon tuyệt vời luôn. Khi xào thịt thì các bạn cứ cho lửa to nhé, vì cái nước mà từ thịt nó ra rất là nhiều, nó không lo lắng cháy. Cái lửa to xào đến khi thịt nó chín hết được, khoảng 15 phút là thịt nó chín rồi, rất là ngon, mùi rất là thơm khi chúng ta ướp này. Các bạn xào cho miếng thịt nó hết cái màu thịt nhé, màu sống của thịt sống, và sau đó các bạn cho nước nó bay đi gần hết thì cho nhỏ lửa để cho thịt nó lên màu chút, nó xém một chút rồi. Chuẩn bị mình cho lửa nhỏ để cho thịt nó xém lại một chút này. Khi xào 15 phút này các bạn cần ra cái mỡ này. Các bạn muốn nó vàng thêm thì các bạn xào tiếp. Không thì các bạn như này các bạn cho ra đĩa và thưởng thức được rồi đấy. Tổng thời gian mình xào là khoảng 20 phút rồi ạ. Thịt nó đã được như thế này thì rất là hấp dẫn rồi. Thời gian thịt nó rất là thơm ấy, và mình sẽ thử một miếng nhé trước khi mình cho ra. Nếm thử miếng thịt của chúng ta rất là ngon rồi, và cái mùi thơm và gia vị nó ngọt ngọt, thơm thơm và đậm đà ở cái mức vừa phải ấy. Cho ra đũa, cho ít rau sống ăn kèm cho đỡ ngán nhé. Bỏ cái mỡ này đi, chúng ta chỉ xúc cái phần thịt thôi. Mình đảm bảo với các bạn là khi ướp kiểu này miếng thịt nó ngon hơn rất là nhiều nhé. Các bạn hãy làm thử một lần nhé.
vừa nướng được vừa xào được đều rất ngon. Mình đã ăn thử rồi và cái miếng này thì tài không phải chê đâu các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.